Thôi cha này lỡ rồi. Gọi chị rồi. Vào đây hả? Lên đây đi. Không thì anh đi đây cũng được, em khỏi đi. Gọi chứ biết bây giờ mình đâu. Ba phút. Gracias.
gió mình đúng mùa mưa chị. Tại vì mình bị sẹo trắng. Sẹo trắng là mắt sắc tốt hẳn ha em. Ví dụ như làm sâu đó là mắt sắc tốt hẳn là nó gọi là sẹo trắng. Tùy theo cơ địa. Nốt ruồi, nó nốt ruồi sâu, nốt ruồi cạn nữa chứ. Nốt ruồi chứ? Nút rồi đâu? Tôi phải hỏi lại. Nhìn vô là cảm giác như hai cái luôn chị. Sát nhau. Sao xí là chị đang coi như chị này. Ông Bi lái xe đạp về không biết làm chi nó có đạp không? Xe lâu rồi mua xe đạp mười mấy triệu thôi. Xe đạp nó mua 11 triệu 12 chứ. Để bên tầng anh. Xe đạp mà không đắt thì sợ. Xe đạp đắt lắm. Xe đạp mà xe đạp ấy đắt. Đạp lên mấy chục cây số. Đạp tại quê, tại chỗ nhà em lên Buôn Ma Thuột uống cà phê rồi về là chị biết rồi, 40 cây. Đạp tới chưa luôn. Mới sáng. Đạp chứ kinh. Kiểu theo lâu lâu đi vui vui. Chỗ nào có gì đẹp đẹp lên rủ nhau đạp đi. Mất chiếc xe đạp là chạy bộ thế mẹ luôn. Có cái chi đây đạp xe đạp nó nhanh hơn xe máy gì. Thì cái đạp chi mình kinh. Đạp xong về thành nó là cái chân thôi bỏ luôn. Rơi. Chân lìa khỏi xác. Mấy phút rồi? À, đủ.